chính ta là bánh trường xây. Ai đến với ta không thể phơi đời, ai tin vào ta không khát bao giờ. Như bao con người lo lắng miếng ăn, nhưng ta đừng quên lương thực trường tồn là chính Chúa. Ngài mời gọi ta hãy ra sức làm việc, không vì vật chất nhưng để có lương thực trường sinh. Chính ta là bánh trường sinh, ai đến với ta không để phơi đói, ai tin vào ta không khát bao giờ. Sống con người như gió thoáng qua, như sương nhỏ xa trên ngàn rồi tàn, còn chi nữa, chỉ còn lại đây những ai đã một lòng trông cậy vào Chúa, không tàn úa nhưng dạng người luôn. Cho con được sống với Chúa luôn, an tâm vượt qua cánh đời mịt mù nhiều gian khó, vì hằng có Chúa vẫn nâng đỡ phù trì. Con còn sợ chi, tin vào Chúa con no đầy từ đây. Chính ta là bánh trường sinh, ai đến với ta không để phơi đói, ai tin vào ta không khát bao giờ. Chính ta là bánh trường sinh, ai đến với ta không hề phơi đói, ai tin vào ta không khát bao giờ. Ai đến với ta không hề phải đói, ai tin vào ta không khát bao giờ.